Các bạn có ngạc nhiên khi thấy ở sở thú Yokohama, Nhật Bản cũng có loài vật kỳ dị này không? Đây là giống lợn voi quý hiếm chỉ xuất hiện ở Malaysia, đang trong tình trạng tuyệt chủng nha. Loài vật này có họ hàng với ngựa và tê giác, là động vật móng guốc, ngón lẻ. Suốt 55 triệu năm qua, chúng không hề thay đổi về hình dạng do khả năng thích nghi tốt với môi trường nên không cần tiến hóa. Vậy mà nay lại bị con người tận diệt, đến mức phải ở trong sở thú thế này. Cũng may thấy tình hình sức khỏe của các bạn ấy rất tốt vì được đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp chăm sóc. Giá như Việt Nam ai cũng ý thức thì tôi đâu có phải kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã ngày đây mai đó làm cái gì.